Bonjour tous, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh học tiếng Pháp cùng Vanh Français avec Vanh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chuyên mục mỗi ngày một bài báo. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Allez, on commence. Bài hôm nay của chúng ta có nội dung như sau. SMIC à 1600 euros. Nous proposons une caisse de péréquation pour que les grandes entreprises aident les petites entreprises, explique Mathilde de Panot. Ở đây là SMIC, là cái mức lương tối thiểu đến 1.600 euro và chúng ta thì đề nghị một cái quỹ cân bằng tài chính để mà những cái doanh nghiệp lớn giúp đỡ những cái doanh nghiệp nhỏ. Mathilde Panot giải thích. Ở đây thì là SMIC là cái mức lương tối thiểu và proposal là đề nghị. Une caisse là một cái quỹ. Caisse de péréquation là một cái quỹ để mà cân bằng tài chính. Pour que là để mà les grandes entreprises là doanh nghiệp lớn. SD động từ SD là giúp. Les petites entreprises là các cái doanh nghiệp nhỏ. SMIC lương tối thiểu đến 1.600 euro. Chúng ta đề nghị một cái quỹ cân bằng tài chính để mà doanh nghiệp lớn giúp đỡ doanh nghiệp nhỏ. Mathilde de Panot giải thích. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc bảng tiếng Pháp. Nous proposons une caisse de péréquation qui permet que les grandes entreprises aident les petites entreprises, a précisé jeudi 11 juillet sur France Info la députée de la France Insoumise du Val-de-Marne Mathilde Panot au sujet de l'augmentation du SMIC. L'alliance de gauche du Nouveau Front Populaire, arrivée en tête du second tour des législatives, propose de relever le SMIC de plus de 200 euros pour le porter à 1600 euros net. Une mesure qui suscite l'inquiétude du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Raillot. Je crois que dans la compétition économique, nos PME, nos entreprises ne peuvent pas être alourdies par des coûts salariaux excessifs, y compris le SMIC, et par des impôts trop lourds, a-t-il jugé jeudi sur France Info. Ça serait très mauvais pour l'emploi tout de suite et très mauvais pour le pouvoir d'achat à terme, a martelé le patron de la Banque de France. À chaque fois que nous avons voulu faire des conquêtes ou des avancées pour les droits des travailleurs dans toute l'histoire de notre pays, à chaque fois on nous a expliqué que c'était impossible, a rétorqué la députée du Val-de-Marne réélue à la présidence du groupe parlementaire LFI. Via cette caisse de péréquation, une telle mesure sera possible, selon Mathilde de Panot. Les grandes entreprises aident les petites entreprises, a-t-elle expliqué, suggérant par ailleurs de réorienter les plus de 200 milliards d'aides publiques aux entreprises qui sont données chaque année sans contrepartie. Lorsque vous redonnez les moyens aux gens pour qu'ils puissent vivre dignement, vous relancez aussi la consommation populaire et donc le carnet de commandes des très petites et moyennes entreprises, a plaidé l'élu insoumis. Non seulement ça créait de l'emploi, mais ça créait de l'attractivité sur les emplois, selon elle. Đầu tiên, nous proposons une caisse de péréquation qui permet que les grandes entreprises aident les petites entreprises, a précisé jeudi 11 juillet sur France Info la députée de la France Insoumise du Val-de-Marne Mathilde Panot au sujet de l'augmentation du SMIC. Ở đây chúng ta sẽ có này. Nous proposons. Chúng tôi. Động từ proposer là đề nghị. Trong trường hợp này chúng ta có thể hiểu đó là đề xuất. Une caisse. Chúng tôi. Thì đề xuất đề nghị một cái caisse de péréquation. Caisse có nghĩa là một cái quỹ và péréquation là cái quỹ cân bằng thường liên quan đến tài chính. Ở đây là đề nghị một cái đề xuất một cái quỹ cân bằng tài chính cái mà permet. Ở đây chúng ta có động từ permet. Động từ nguyên mẫu là permettre. Cho phép cái gì? Cho phép rằng les grandes entreprises, những cái doanh nghiệp lớn thì sẽ giúp những cái les petites entreprises, giúp những cái doanh nghiệp nhỏ. Đây chúng ta có động từ SD chỉ ở ngôi ba số nhiều. Và động từ SD bình thường cấu trúc sẽ là SD quelqu'un, a fait quelque chose, giúp ai, làm cái gì. A préciser, jeudi 11 juillet. Ở đây động từ préciser thì sẽ là làm rõ hay nêu rõ.
vào ngày thứ năm 11 tháng 7 trên Phan Danh Phô và La Députée. La Députée có nghĩa là nữ nghị sĩ. Bình thường nếu không có ở đây thì chúng ta chính là cái người nghị sĩ nhá. Đây có thêm cái chữ E ở cuối này, đây là giống cái nữ nghị sĩ của La France Insoumise. France Insoumise thì đây là tên một cái đảng của Pháp. Thì các bạn có thể đọc tên đảng tôi cũng được, còn nếu dịch ra thì nó đại loại như kiểu như là đảng nước Pháp kiên định, nước Pháp không khuất phục. Tuy nhiên thì cũng không cần nhất thiết là phải dịch cái tên đảng ra. Van der Mark Matthijs de Pano, au sujet de có nghĩa là về vấn đề, au sujet de quelque chose, về vấn đề gì. Ở đây là đó là về vấn đề l'augmentation, cái sự tăng, danh từ augmentation đi từ động từ augmenter, đi SMIC của cái mức lương tối thiểu, SMIC là viết tắt của cái mức lương tối thiểu. Rồi đoạn này chúng ta sẽ hiểu như sau này. Chúng tôi đề xuất một cái quỹ cân bằng tài chính cho phép các doanh nghiệp lớn giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ. Nữ nghị sĩ của đảng La France Insoumise thuộc tỉnh Van der Mark, thuộc Van der Mark, Mathilde Dano đã làm rõ, nêu rõ vào thứ năm ngày 1 tháng 7 trên Phan Danh Phô về cái vấn đề tăng cái mức lương tối thiểu. Tiếp tục, l'Alliance de gauche du Nouveau Front Populaire, arrivée en tête du second tour des législatives, propose de relever le SMIC de plus de 200 euros pour le porter à 1 600 euros net. Ở đây thì chúng ta sẽ có này, Alliance de gauche. Alliance de gauche thì chính là nói đến cái liên minh cánh tả. Du Nouveau Front Populaire. Nouveau Front Populaire, đây là tên của cái liên minh của các cái đảng cánh tả của Pháp đấy. Thì đây là liên minh cánh tả của mặt trận nhân dân mới. Cái này các bạn có thể dịch cũng có thể không dịch ra. Thì đây là một cái tên riêng. Arrivé en tête. En tête là đứng đầu. Đến một cái vị trí đứng đầu, có nghĩa là đứng đầu ấy. Du second. Second tour. Tour ở đây chúng ta sẽ có đó là vòng. Le tour là vòng, chứ không phải là la tour là Pháp. Vòng thứ hai, des législatives. Chúng ta sẽ có này, législatif ở đây là liên quan đến bầu cử, và chúng ta sẽ hiểu đây là danh từ, cái này sẽ đút là số nhiều nhé, là bầu cử lập pháp. Và bình thường nó có thể là cái cụm élection législative hay là législatif, đều hiểu là bầu cử lập pháp hoặc lập pháp. Thì đây là một cái bầu cử theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu để chỉ định đại biểu quốc hội và diễn ra 5 năm một lần. Propose, động từ proposer là đề xuất. Đề xuất để relever, relever là lâng lên đấy. Lever là lâng lên, relever đấy cũng là lâng lên, tăng lên. Le SMIC, cái mức lương tối thiểu, plus de 200 euros, lên hơn 200 euro, pour le porter, để mà đạt đến cái mức lương là 1.600 euro net. Net ở đây chính là cái lương sau thuế, salaire net. Và chúng ta có cái lương trước thuế sẽ là salaire brut. Tại đây chúng ta sẽ hiểu như sau này. Liên minh cánh tả của mặt trận nhân dân mới đứng đầu vòng 2 của cuộc bầu cử lập pháp thì đề xuất tăng mức lương tối thiểu lên hơn 200 euro để đưa mức lương sau thuế lên là 1.600 euro. Tiếp theo, une mesure qui suscite l'inquiétude du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gayot. Je crois que dans la compétition économique, nos PME, nos entreprises ne peuvent pas être alourdies par des coûts salariaux excessifs, y compris le SMIC, et par des impôts trop lourds, a-t-il jugé jeudi sur France Info. Tiếp theo, une mesure qui suscite l'inquiétude du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gayot. Je crois que dans la compétition économique, nos PME, nos entreprises ne peuvent pas être alourdies par des coûts salariaux excessifs, y compris le SMIC, et par des impôts trop lourds, a-t-il jugé jeudi sur France Info. Ở đây chúng ta sẽ có này, une mesure là một biện pháp qui suscite, động từ susciter có nghĩa là gây ra, l'inquiétude là danh từ, cái sự lo lắng du gouverneur của cái thống đốc ngân hàng của Pháp tên là François Villeroy. Và ông ấy nói rằng này, je crois que, tôi tin rằng, dans la compétition, danh từ compétition đó là cái cạnh tranh, sự cạnh tranh economic thuộc về kinh tế, liên quan tới kinh tế, cạnh tranh kinh tế, nos PME, PME đây là viết tắt của doanh nghiệp vừa và nhỏ, nos entreprises, những cái doanh nghiệp của chúng ta này,
ne peuvent pas, không thể, bị alourdi. Đây chúng ta dùng bị động với động từ pouvoir. Đó là pouvoir être cộng với phân thứ hai, alourdi, có nghĩa là làm nặng thêm. Đây là không thể, những cái doanh nghiệp chúng ta không thể mà bị tăng thêm gánh nặng đó, bởi những cái coût salario. Cái coût salario là những cái chi phí lương, excessive, tính từ excessive để chỉ những cái gì nó quá mức ấy, vượt mức ấy, ở đây là những cái chi phí lương vượt mức, bao gồm y compris quelque chose là bao gồm cái gì, bao gồm cả cái le SMIC là cái lương tối thiểu nữa, và không muốn bị, không thể bị làm nặng thêm bởi những cái impôt, des impôts là thuế, trop lourd là quá, quá nặng. A-t-il jugé jeudi sur France Info? Ông ấy đánh giá vào thứ năm trên phong tinh phô. Đó là chúng ta có thể hiểu như sau này. Một cái biện pháp mà gây lo lắng, gây lo ngại từ cái tổng, từ cái thống đốc ngân hàng Pháp, François Villeroy. Và ông ấy tin rằng, ở đây ông ấy nói là tôi tin rằng trong cạnh tranh kinh tế, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của chúng ta, các doanh nghiệp của chúng ta thì không thể bị tăng thêm gánh nặng bởi cái chi phí tiền lương quá cao, chi phí tiền lương vượt mức, bao gồm cả mức lương tối thiểu. Và không thể bị nặng thêm bởi các khoản thuế quá quá nặng. Ông ấy đã đánh giá vào thứ 5 trên kênh phòng danh phố. Tiếp tục, ça serait très mauvais pour l'emploi tout de suite et très mauvais pour le pouvoir d'achat à terme, a martelé le patron de la Banque de France. À chaque fois que nous avons voulu faire des conquêtes ou des avancées pour les droits des travailleurs dans toute l'histoire de notre pays, à chaque fois, on nous a expliqué que c'était impossible, a rétorqué la députée du 22 mars réélue à la présidence du groupe parlementaire NFI. Ở đoạn này chúng ta sẽ có là ça serait très mauvais. Cái điều đó sẽ rất tồi tệ. Chúng ta sẽ có très mauvais là tồi tệ. Pour l'emploi, cho cái việc làm tout de suite. Chúng ta viết là tout de suite, tuy nhiên khi đọc chúng ta sẽ đọc là tout de suite. Và tout de suite là ngay lập tức. Et très mauvais và rất tệ pour le pouvoir d'achat. Chúng ta sẽ có cái cụ pouvoir d'achat, đó là cái sức mua. À terme thì nói chung là nó là về cuối, về sau một khoảng thời gian mà cái khoảng thời gian đó không thể dự đoán trước được, nhưng mà chắc chắn. Thì đây là tồi tệ cho sức mua về sau. À martelé, động từ martelé có nghĩa là nhấn mạnh. Ở đây có nghĩa là được lặp lại nhiều và với lý lẽ rất là chặt chẽ, mạnh mẽ, thì chúng ta sẽ có là martelé. Nhấn mạnh, le patron de la Banque de France. Patron de la Banque de France có nghĩa là, ở đây là nói đến chủ hay người đứng đầu của ngân hàng Pháp. À chaque fois này, mỗi lần que nous avons voulu faire des conquêtes. Mỗi lần mà chúng ta mà muốn làm những cái faire des conquêtes là chinh phục hay là đạt được những thành tựu. Và faire des avancées, ở đây là des conquêtes ou des avancées. Faire des avancées là đạt được những cái tiến bộ. Pour les droits, cho cái quyền lợi, des travailleurs, của người lao động, dans toute l'histoire, trong suốt cái lịch sử, de notre pays, của đất nước chúng ta đấy. À chaque fois, thì mỗi cái lần đó, on nous a expliqué, có nghĩa là người ta đấy, thì sẽ giải thích, thì đã giải thích với chúng tôi rằng, c'était impossible, hay c'était impossible, có nghĩa là cái điều đó không thể đâu. A rétorqué la députée du Val de Marc réélue à la présidence du groupe parlementaire NFI. Thì ở đây chúng ta có la députée là cái nữ nghị sĩ của Val de Marc, réélue là được bầu cử lại, có nghĩa là tái đắc cử với chức à la présidence, chức là chủ tịch của cái nhóm nghị sĩ của NFI. Và a rétorqué có nghĩa là đã phản bác, động từ rétorqué là phản bác, vặn lại. Thì ở đây đoạn này chúng ta có thể hiểu như sau này. Cái ông chủ, cái ông đứng đầu của ngân hàng Pháp thì ông ấy nhấn mạnh rằng cái điều đó sẽ rất tồi tệ đối với việc làm ngay lập tức và sẽ tệ đối với sức mua về sau, về lâu dài. Và cái bà nữ nghị sĩ của Van der Mark mà người đã tái đắc cử chức chủ tịch của nhóm nghị sĩ NFI, viết tắt của La France Insoumise, thì cái bài nói là mỗi khi chúng ta muốn chinh phục, chúng ta muốn có thành tựu hay là đạt được những cái tiến bộ cho cái quyền lợi của người lao động, thì trong toàn bộ lịch sử của Pháp,
thì mỗi lần như vậy đấy thì sẽ được người ta giải thích là không thể đâu. Tiếp tục, via cette caisse de péréquation, une telle mesure sera possible. Selon Mathilde Panot, les grandes entreprises aident les petites entreprises, a-t-elle expliqué, suggérant par ailleurs de réorienter les plus de 200 milliards d'aides publiques aux entreprises qui sont données chaque année sans contrepartie. Ở đây chúng ta sẽ có này, via là thông qua cette caisse de péréquation, thông qua cái quỹ cân bằng hay quỹ phân bổ này đấy, thì une telle mesure, mesure có nghĩa là biện pháp, và telle mesure là biện pháp như vậy, sera possible, sẽ là có thể, có nghĩa là sẽ khả thi đấy. Selon Mathilde de Panot, theo cái nữ nghị sĩ của cái đảng La France Insoumise đó, les grandes entreprises, những cái doanh nghiệp lớn thì aide les petites entreprises, giúp đỡ các cái doanh nghiệp nhỏ, a-t-elle expliqué, bài giải thích, suggérant, và cũng đề nghị nhá, động từ suggérer đó là gợi ý, đề nghị, par ailleurs, mặt khác ấy thì cũng gợi ý, de réorienter, orienter có nghĩa là định hướng, réorienter là định hướng lại, tái định hướng, les plus de 200 milliards là hơn 200 tỷ d'aide de public. Cái cụm này sẽ là cái giúp đỡ công hay chính là trợ cấp công cho các cái doanh nghiệp, aux entreprises qui sont données, cái mà được đưa ra chaque année, mỗi năm, sans contrepartie, mà không có một cái điều kiện ràng buộc gì. Sans contrepartie các bạn có thể hiểu đó là không có điều kiện ràng buộc, có nghĩa là các bạn chỉ việc nhận thôi, các bạn không cần phải tuân theo bất kỳ một cái điều kiện nào, hoặc là trong một số trường hợp có thể là không cần đền đáp hay không cần báo đáp, có nghĩa là người ta cho thì mình lấy, còn đâu không care các vấn đề còn lại. Ở đây ấy, đoạn này chúng ta có thể hiểu là thông qua các cái quỹ phân bổ, quỹ cân bằng này ấy, thì một biện pháp như vậy sẽ khả thi theo Mathilde de Panot, và các doanh nghiệp lớn giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ, bài giải thích. Ngoài ra thì còn gợi ý để mà tái định hướng lại là hơn 200 tỷ trợ cấp công cho các doanh nghiệp được cung cấp hàng năm mà không có điều kiện ràng buộc. Ở đây là bài muốn cân bằng, phân bổ lại những cái trợ cấp, và đặc biệt thì định hướng lại là cái việc là hơn 200 tỷ trợ cấp công cho các doanh nghiệp hàng năm ấy, thì cần phải xem xét lại, chứ không nên là không có điều kiện ràng buộc, không cần một cái điều kiện gì như hiện nay. Cuối cùng, lorsque vous redonnez les moyens aux gens pour qu'ils puissent vivre dignement, vous relancez aussi la consommation populaire et donc le carnet de commandes des très petites et moyennes entreprises, a plaidé l'élu insoumis. Non seulement ça crée de l'emploi, mais ça crée de l'attractivité sur les emplois, selon elle. Ở đây chúng ta sẽ có này, lorsque vous redonnez, là khi mà bạn đưa những cái phương tiện, les moyens aux gens, đưa những cái phương tiện cho người, mọi người đấy, pour qui, để mà. Pour que là để mà, và sau pour que chúng ta sẽ có một mệnh đề chia sẻ dung tiếp. Qui puisse, động từ pouvoir, có thể chia sẻ dung tiếp là puisse, vivre là sống, và dignement. Dignement là một cách có phẩm giá, một cách đàng hoàng đấy, có nghĩa là để mà họ có thể sống đàng hoàng, sống tử tế được đấy. Vous relancer, động từ relancer, là khôi phục, phục hồi, hồi sinh hay khởi động lại, có rất nhiều nghĩa, và trong trường này chúng ta có thể hiểu đó là bạn sẽ phục hồi lại, cũng phục hồi cái là consommation. Consommation là cái sự tiêu thụ, sự tiêu dùng, populaire là liên quan đến cái người dân, tiêu dùng của người dân đó, hay những cái tiêu dùng phổ biến ấy. Et donc, và vì vậy, donc đây là chỉ hệ quả, le carnet de commande. Từ đó thì vì vậy cái sổ đặt hàng của những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, de très petites et moyennes entreprises, a plaidé l'élu insoumis. Thì động từ plaidé là lập luận hay biện hộ, và l'élu đây chính là cái người được bầu ấy, ở đây vẫn là ám chỉ cái bà đại biểu của cái đảng La France Insoumise đó. Non seulement, không chỉ ça crée, không chỉ cái điều đó thì đã tạo cái việc làm, de l'emploi, mais, non seulement mais là không những mà còn ça crée, tạo ra cái l'attractivité sur les emplois, tạo ra cái sức hấp dẫn đối với
những cái việc làm, có nghĩa là lương mà ổn định thì người ta cũng sẽ cảm thấy là công việc của người ta hấp dẫn. Và khi mà được trả một mức lương mà để có thể sống được đàng hoàng tử tế đấy, thì cái những cái sổ sổ gọi là sổ đặt hàng, thì có nghĩa là cái sổ đặt hàng có nghĩa là hàng hóa của những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cũng sẽ được tiêu dùng. Đấy, chúng ta sẽ hiểu như sau này. Cái người được bầu của anh Sumi lập luận là khi bạn cung cấp cho mọi người cái phương tiện để họ có thể sống đàng hoàng, bạn cũng sẽ phục hồi cái mức tiêu dùng của người dân, và do đó thì là sổ đặt hàng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ý ở đây là cái sổ đặt hàng là hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng sẽ được tiêu thụ. Theo bà, không chỉ tạo ra việc làm mà còn tạo ra sức hấp dẫn đối với những cái việc làm. Bài hôm nay của chúng ta đã kết thúc. Hãy like, share, comment và đăng ký kênh nếu các bạn cảm thấy video của mình hữu ích. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại. Merci à vous. Au revoir et à bientôt.